Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2021. Mình sẽ tiếp tục chơi các game trong cái video này. Thì có 6 game trong cái video này của mình các bạn. Đây là cái video đầu tiên của hôm nay chúng ta quay. Rồi, thì đây cái trò đầu tiên chơi nè. Đang chọn Goku hoặc là mình đấu ở chế độ Story Mode đó các bạn. Hey, cái trò chơi này tiếp tục cái trận thứ hai tiếp tục thôi. Tiếp tục ok, trận thứ hai của chúng ta sẽ bắt đầu vô thôi. Quay cha mấy con này ha, dễ rồi, thôi 1 phút 30 giây xong. Hi, trời cái gì vậy, cần nâng cấp anh hùng gì dẹp. Tèo đứt rồi. Quay đây trò tiếp theo. Ok, nhận thưởng hàng ngày qua được 2000 nè. Ok rồi, chơi giờ mua tiếp nhân vật khác của chơi nè các bạn. Thằng này đi. Ok rồi, chơi lên Machine Vegeta các bạn. Vô y chơi. Vô nào. Hi. Sợ bị chết nè. Nó quay phi. Trời. Trời ơi, giỡn hả mày? Trời hay dính đòn chưa? Đấy. Trời. Con quỷ mập địch ha. Ngủm tội. Ma bư. Cha. Đức suy ngẫm mày hả mày, nhưng có mà nó giỡn chứ.
Keep training.